Thưa vị, liên quan đến đề án thành lập công ty về an ninh hàng không của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, thì trong cuộc họp mới đây của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đã đồng tình về tính cần thiết của việc thành lập doanh nghiệp này và yêu cầu sớm rà soát các bước thành lập doanh nghiệp để doanh nghiệp đi vào hoạt động, chậm nhất là vào tháng 3 của năm sau. Theo đề án, thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên an ninh hàng không do ACV làm chủ sở hữu, 100% vốn điều lệ của công ty này sẽ do ACV cấp. Công ty này có nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không và chất lượng dịch vụ an ninh hàng không. Để đảm bảo công ty an ninh hàng không hoạt động ngay sau khi thành lập, thì ACV cũng dự kiến sẽ chuyển giao nguyên trạng toàn bộ lao động, chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của đơn vị thuộc lực lượng an ninh hàng không từ ACV sang công ty này. Trong cuộc họp mới đây của Bộ Giao thông Vận tải về nội dung này, lãnh đạo các vụ có liên quan của Bộ Giao thông Vận tải đều thống nhất về tính cần thiết của việc thành lập doanh nghiệp chuyên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không tại các cảng hàng không và sân bay. Cũng tại cuộc họp này, thì Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao cơ quan thuộc Bộ rà soát các bước thành lập doanh nghiệp để chậm nhất đến tháng 3 năm 2018, doanh nghiệp này phải được thành lập và đi vào hoạt động.